Em chào các bác nhé. Hôm nay thì em về được một ít đồ các bác ha. Đấy, tiếp tục về thêm được một cặp loa Ramsa các bác này. Hai bát và 8 chép ha. Đấy, một cặp loa mid chép các bác này. Đấy, của hãng Toa ha. Và trong đây là có những cục đẩy DAM A200 này, cục đẩy Yamaha B2360 này. Một cục đẩy 4 cân của Lasicro ha và một cặp vỏ loa. Đây là em về thêm được một cặp vỏ loa CBL 8330. Để em quay cặp này trước cho các bác ha. Đây cặp này thì bass 20 ha, một trung và một chép này. Đấy, cặp này nó ba đường tiếng ha. Và e căng đây, logo CBL này. E căng thì cũng có một ít chỗ lủng ha. Đây, chỗ rắt lưới các bác này. Đấy, như cái này cũng vậy ha, bị rắt lưới này. Đấy, cái lưới này các bác có thể về lợp lại vải ha. Đây một cặp vỏ loa, rồi các bác cùng xem cái model của loa đây. Đây các bác xem CBL này, model là 8330 này. Đấy, USA ha. Một cái tên chỉnh chép ở đây và cầu loa ở đây. Đây các bác mua vỏ rồi các bác mua loa gắn vào ha. Cặp vỏ này còn đẹp. Ba đường tiếng bass 20. Bên trong là đầy đủ ha, dây rợ đầy đủ hết, dây mid, dây chép, dây bass đầy đủ hết ha. Phần tầng đầy đủ và bông tụy âm cũng vậy. Đấy, chỉ thiếu những cái tuyến loa ở ngoài thôi. Rồi, cặp này cũng còn đẹp lắm, các bác có xem qua này. Vỏ này vỏ bằng gỗ ha. Đấy, phía sau cũng còn đẹp. Rồi, cặp vỏ CBL 8330 ha, em cũng xin báo giá với các bác. Cặp này thì em bán là 1 triệu 3 bao ship ha. 1 triệu 3 bao ship toàn quốc các bác này. Rồi, và tiếp theo là cặp loa mid chép này. Đấy, nó vừa có chép mà nó vừa có trung ha. Cái họng mà zin theo cũ luôn. Và cái này được tháo loa của loa Toa 38SD các bác. Bass 40 ha, được tháo trong cái loa đấy. Đấy cái họng thì nó hơi chảy xước ha, các bác có xem này. Đây họng hơi chảy ha. Nhưng mà cái này cực kỳ hay các bác. Hàng này hàng rất là gấu ha, các bác xem cái cũ này. Đấy, đây là cái cũ mid chép ha. Vừa có mid mà vừa có chép. Đây, cũng mít chép rất là to các bác. Đây các bác xem ha. Và tất cả là zin hết, zin tuyệt đối hết. Hoạt động hoàn hảo rồi. Đấy, bác nào cần thì các bác liên hệ em ha. Cũng mít chép của hãng Toa. Được tháo loa 38SD, bass 40 ra. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết ha. Rồi, cặp này là 3 triệu đồng các bác. 3 triệu đồng cặp này là em bao ship ha. Đấy, nó cũng to lắm các bác. Ngang nó còn to hơn một bàn tay ha. Rồi và tiếp theo là cặp loa Ramsa. Đợi trong này thì em về lai rai ha. Lâu lâu về được 1-2 cặp, có khi em về được 6-7 cặp luôn các bác. Hôm nay về một cặp ha. Đấy, nguyên bản nó là như vậy các bác này. Chữ Ramsa phía trước này, Panasonic ha. E căng rất đẹp luôn. Và cái này thì em tháo e căng ra. Này. Em tháo e căng ra để mà em quay những cái tuyến loa bên trong cho các bác xem. E căng thì cực kỳ mới, rất đẹp. Thùng bắt cũng vậy ha. Đấy, bên trong này nó là hai cái loa bát ha, bát này tầm 12 cm, đấy hai bát và cùng với đó là 8 cái loa chép các bác. Đấy, nó có tận 8 cái loa chép dom ha. À, bên đây cũng vậy thôi, mà bên đây em không có mở ra ha, mà để em cần quay tổng thể cho các bác xem. Đây là bên trên của loa đây. Đây cái này là những con ốc em căng ha, em tháo em bỏ đây này. Rồi thông số này các bác này. Model là LA208 ha, trợ kháng 8 ohm, công suất một thùng là 100W ha. Dòng này các bác có thể nghe nhạc trong phòng hoặc là mình trợ lời karaoke. Đấy, tiếng của nó thì cực kỳ hay nha. Hai bát 8 chép thì các bác biết rồi. Đấy, nó hay hơn những cặp bốt trợ lời nhiều ha. Hay hơn bốt 101 nhiều các bác. Rồi, tổng thể hình hài của loa đây. Dòng này thì em về nhiều và cũng bán rất là nhanh ha, các bác thích những cặp loa độc lạ như vậy. Đấy, phía sau nó có một cái hộc như vậy các bác. Rồi, bác nào mua thì các bác liên hệ cho em ha. Đấy, nội thất thì em có hình rồi, bác nào cần thì em gửi qua Zalo cho các bác ha. Đấy, hình bên trong em có hết. Rồi, tất cả là nguyên bản hết ha và hát tốt rồi. Cặp này là 4 triệu tư ha. Đấy, 4 triệu tư là em bao ship này. Rồi và tiếp theo là một con đẩy đam.
một con đẩy đam ha, đam A200 này. Đấy, một cục đẩy giá rẻ mà đáp ứng cho các bác đánh loa 30 của Nhật ha. Bác nào mà có loa 30 của Nhật hoặc là của Mỹ cũng được, các bác chơi con này đánh vô tư luôn, tiếng cực kỳ căng các bác, những dòng đam ha, ngon bổ rẻ. Đấy, đây là một nút ba lăng này, và nút này nút volume tổng này, ở giữa có một cái đèn ha, các bác mở lên nó sẽ sáng đèn. Đấy, nút nguồn đây, đam A200, mặt mũi còn đẹp này các bác xem qua ha. Đấy, con này rất là ngon bổ rẻ luôn. Rồi đây là phía trên này cũng có một ít xuất sắc nhẹ nhẹ ha. Đấy, một ít xuất sắc nhẹ nhẹ. Rồi và đây là bên trong nội thất đây. Các bác chơi con này giá 2 triệu đồng ha, nhưng mà về là các bác không thể nào mà chê được. Đấy, đáp ứng cho các bác rất là tốt luôn trong cái tầm giá 2 triệu đồng. Đấy, nguồn đây, và đây là vĩ mặt này, tất cả là nguyên bản hết ha. Chạy 4 sò than này các bác này. Đấy, tất cả là nguyên sinh nguyên bản hết. Đây là phía sau của đẩy đây. Hai đường vào AB ha, đường nào cũng được. Và cái đường kế bên là cái đường nhông tín hiệu. Các bác có thể nhông thêm một cục đẩy này, hoặc là mình cắm sấp điện vào đây ha. Đấy, hai cầu loa đây, trở kháng 4-16 này. A cộng B là 8-16 ha. Rồi con này đi 100V này, công suất là 255W. Made in China các bác ha. Đấy, những cái đời đam này được sản xuất ở nhà máy China. Vẫn là hàng bãi Nhật ha, sản xuất ở nhà máy China. Đấy, con này chơi cực kỳ hay, trong cái tầm 2 triệu ha, ngon bổ rẻ. Rồi, giá là 2 triệu đồng các bác, 2 triệu đồng là em bao ship ha. Rồi và tiếp theo là một con đẩy Yamaha, con này thì rất là mạnh. Yamaha B2360. Con này thì đáp ứng cho các bác đánh full 40. Một cặp full 40 của Mỹ của Nhật ha, và tiếng cực kỳ sáng các bác. Đánh mạnh lắm. Đấy, Yamaha B2360 ha. Con này B cũng rất nặng. Rồi mặt mũi các bác đã xem qua này, cũng còn khá đẹp ha. Đấy, còn đẹp. Rồi bạn sẽ mở nắp lưng ha. Nắp lưng đây. Con này em mở bằng hai tay các bác thông cảm cho em một xíu ha. Rồi đây bên trong nội thất này các bác này. Một cái nguồn lớn đây ha, và tủ lọc nằm trong đây này. Đấy, bên trong thì tất cả là hàng nguyên bản hết và còn đẹp hết. Chạy 20 sò than các bác, chạy 20 con ha. Đấy, cứ loa 40, hàng Nhật, hàng Mỹ này các bác chơi vô tư. Đánh rất là căng. Rồi mình sẽ quay cho các bác xem phía sau phần thông số. Đây phía sau là các bác này. Đấy, con này về nó bị thiếu hai cái chân nhựa ha. Nó có hai cái chân nhựa phía sau đây. Đấy, mà chắc là nhiều bác cũng không cần ha, cái chân nhựa phía sau thôi. Đây, phía sau đây. Đường vào 6 lê canon, bên B, bên A này. Rồi, con này thì các bác cùng xem điện 100V ha. Công suất tiêu thụ 750W này. Và công suất loa các bác xem tổng là 1000W trên 8 ohm ha. Còn chế độ CT nó là 500W 1 cân trên 4 ohm ha. Đấy, chế độ CT thì là từ 4-8 ohm. Rồi, con Yamaha B2360 này. Đấy, con này thiếu hai cái chân nhựa phía sau, còn lại thì còn đẹp lắm ha, và tất cả là nguyên bản hết. Con này thì em bán 5.8 triệu ha, 5.8 triệu bao ship. Rồi và cuối cùng là một cục đẩy 4 cân dành cho bác nào mà thích 4 cân ha, chỉnh 4 cái loa riêng biệt. Đây, một con Classic Pro. Đấy, Classic Pro CB4001 ha. Con này màu vàng này, phía trước này rất đẹp luôn. Đấy, mặt mũi ha, siêu đẹp. 4 cân 4 volume đây, một đốt nguồn đây. Rồi và tiếp theo là phía trên nắp lưng này. Rồi, nắp lưng còn đẹp ha. Con này thì đáp ứng cho các bác đánh 2 cặp bát 20. Đấy, bác nào mà có 2 cặp 20 thì các bác chơi vô con này rất là tuyệt vời. Chẳng hạn như là 2 cặp bốt 301 ha, hoặc là 2 cặp Bioner hay là BMB gì đấy. 2 cặp 20 các bác chơi vô rất hay. Đây các bác xem nó chạy 2, 4, 6 ha, ở trên 6 sò, ở dưới 6 sò nó là 12 các bác, 12 với 12 là 24 con ha, 24 sò than, nguồn xuyến đây. Đấy, bên trong thì tất cả là em bao xin tuyệt đối ha, và test hoạt động hoàn hảo rồi. Rồi, và tiếp theo là ở phía sau đây, hai quạt thắng nhiệt hai bên này. Đấy, 4 cân cho nên là 4 cầu loa các bác này,
Và những cái nút này các bác, những cái nút trắng trắng như vậy ha, thì khi mà các bác mua em sẽ chỉnh hết cho các bác là ở chế độ đánh 4 cân ha. Đây các bác về các bác chỉ việc cắm vô dùm em là một là cái đường CH1 này. Các bác xài Canon thì các bác cắm vào Canon ha, CH1 này. CH1 nó có hai đường. Đấy, 6 ly và Canon, các bác cắm jack gì cũng được hết. Đấy CH1 ha. Và cái jack tiếp theo là cái CH3. Đấy. Bình thường vang số là nó xuống 2 giây ha thì các bác cắm vào CH3 và CH1. Đấy là nó sẽ hát đều 4 cân ha. Còn các bác nào mà không biết nữa thì các bác gọi Zalo cho em. Đấy, em hướng dẫn các bác câu. Rồi, cục đẩy 4 cân Classic Pro ha, CB4001. Đấy, con này hàng Mỹ xuất Nhật ha, điện 100V. Đấy. Con này thì em đang bán là 6,5 triệu các bác này, 6,5 triệu ha. Đấy, em bao ship toàn quốc này. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây 0981 384842 và em có xin chào các bác nhé.